Alo alo, bọn mình mới có một kênh mới hay không chịu được. Kênh này có gì á? Toàn phim thôi, không còn phải chung đụng với kênh giải trí gì ấy nữa rồi. Và đây cũng là nơi để những bài viết về phim của bạn trên Spyroom đến được với nhiều khán giả hơn. Nếu không thì chỉ cần subscribe Spyroom Cine để tận hưởng những content thân thiện với bữa cơm gia đình. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spyroom. Hôm nay sẽ là bài viết Blockchain, hai mặt của một đồng xu. Bài viết này được viết và đăng tải trên website spyroom.com bởi tác giả Trường Sơn. Và chúng ta sẽ cùng đi đến với nội dung chính của bài viết ngay bây giờ nhé. Qua bài viết đầu tiên của mình về blockchain, mình tin đa số rằng chúng ta đã có những kiến thức nền tảng để trả lời được các câu hỏi cơ bản như là blockchain là gì, blockchain có cấu trúc như thế nào, blockchain có bảo mật hay là blockchain có phải là Bitcoin. Nhưng vẫn còn một câu hỏi chưa được thảo luận, vậy công nghệ blockchain có phải là giải pháp hoàn hảo? Đâu là governance của blockchain và blockchain sẽ được ứng dụng như thế nào? Một công nghệ mới, cho dù nghe có hay đến đâu, nhưng nếu vẫn không tạo ra được những ứng dụng thực tiễn vào đời sống, sớm hay muộn, công nghệ đó cũng sẽ bị lãng quên. Thế câu chuyện của blockchain sẽ như thế nào? Cùng mình tìm hiểu trong bài viết hôm nay nhé! Điểm sáng của blockchain, đầu tiên là sự minh bạch. Là điểm vượt trội của blockchain khi so sánh với các hình thức lưu trữ hồ sơ hiện hành, một hệ thống dữ liệu được xây dựng trên blockchain sẽ cho phép các thành viên xem xét chi tiết mọi giao dịch được ghi trên các khối, mà các giao dịch ấy không thể bị tác động hay là xóa bỏ. Quay trở lại với các cách ghi chép truyền thống, khi dữ liệu không được công khai, niềm tin của mọi người dường như là không có cơ sở nào để đặt vào. Tệ hơn, dữ liệu có thể bị sửa đổi bởi những cá nhân có quyền lực. Đã có những câu chuyện thực tế diễn ra như vậy. Vụ bê bối điểm thi trung học phổ thông của 222 thí sinh tại Hà Giang, Sơn La và Hòa Bình. Có thể có nhiều nguyên nhân gây ra các sự kiện kể trên. Nhưng trong số đó, ta có thể đổ trách nhiệm một phần là vì sự thiếu minh bạch của phương thức lưu trữ dữ liệu truyền thống. Giả sử, nếu có sự tham gia của blockchain, hai câu chuyện trên sẽ diễn ra khác nhau như thế nào? Với trường hợp điểm thi trung học phổ thông, điểm thi, dữ liệu bài thi, số câu đúng, câu sai, thời gian được chấm, điểm phúc khảo sẽ được hoàn toàn công khai và gắn với số báo danh để tra cứu. Nếu có những sửa đổi bất thường nào, chắc chắn ta sẽ nhận ra vì blockchain ghi lại mọi thay đổi. Để thấy, sự phát triển của blockchain đã tạo ra sự minh bạch cần thiết, vượt trội hoàn toàn khi so sánh với các hệ thống hiện hành. Thứ hai là loại bỏ các đơn vị trung gian. Như đã được nhắc đến trong đầu bài viết, hầu hết các hoạt động hay là giao dịch chúng ta đang thực hiện ngày nay đều thông qua một đơn vị trung gian, nơi chúng ta đặt niềm tin rằng sẽ đảm bảo độ tin cậy, bảo mật và an toàn cho các giao dịch. Với sự xuất hiện của blockchain, các đơn vị này sẽ sớm bị xóa bỏ. Thay thế vào đó là mô hình giao dịch peer-to-peer, tức là mọi giao dịch sẽ được thực hiện trực tiếp với nhau mà không cần phải thông qua bất cứ bên thứ ba nào. Chúng ta may mắn khi sống ở một đất nước hòa bình, ổn định. Nhưng có hàng trăm triệu người khác trên thế giới, họ không được may mắn như chúng ta khi phải sống trong một đất nước bất ổn về mặt chính trị, quân sự. Chắc chắn các hệ thống trung gian như là ngân hàng, doanh nghiệp cũng sẽ khó mà đáp ứng được về mặt luật pháp và có thể có những sai phạm nhất định. Ở những quốc gia trên, blockchain sẽ được chứng minh khả năng của mình, giúp mọi người có thể thực hiện giao dịch một cách an toàn, minh bạch mà không cần dựa vào các bên thứ ba. Thứ ba là tính phi tập trung. Nếu phải chọn một đặc điểm nổi bật nhất khi nói về blockchain, chắc chắn mình sẽ chọn tính phi tập trung. Đây là điều làm cho blockchain khác biệt. Nhờ vào tính phi tập trung, blockchain mới có thể loại bỏ các đơn vị trung gian, tăng cường sự minh bạch cũng như độ tin cậy cho các giao dịch ở trên chuỗi. Sự phi tập trung của blockchain được xây dựng nhờ một mạng lưới đồng thuận, mọi dữ liệu đưa vào chuỗi sẽ được kiểm duyệt, quản lý và lưu trữ bởi cả mạng lưới. Không có dữ liệu nào là thuộc riêng về một tổ chức và cũng không có một cá nhân nào có thể tự ý thay đổi được dữ liệu ở trên blockchain. Nhờ đó, việc quản lý dữ liệu, nhất là khi có sự hợp tác giữa nhiều bên sẽ trở nên dễ dàng hơn. Sẽ ra sao nếu các ngân hàng Việt Nam đều có chung một cơ sở dữ liệu trên blockchain? Khi đó, chi tiết của mọi giao dịch đều sẽ được kiểm tra bởi các ngân hàng thành viên. Hơn thế, thông tin về khách hàng đều có thể được chia sẻ cho nhau, trong trường hợp có những sai lệch, chẳng hạn về tín dụng. Hơn nữa, nếu một cơ sở dữ liệu trên blockchain, nếu có đủ tính phi tập trung thì sẽ khó mà bị tấn công hoặc là đánh sập. Nếu dữ liệu bị thay đổi một máy, các máy còn lại trong mạng lưới vẫn còn bản sao để thực hiện đối chiếu. Thứ tư là niềm tin. Như đã nói ở bài trước, niềm tin là giá trị cốt lõi của blockchain. Niềm tin này được xây dựng nhờ vào sự phi tập trung, sự minh bạch. Ở đây, niềm tin được đặt vào blockchain, đặt vào dữ liệu phân tán, bảo mật và không thể thay đổi. Có thể nói, đây là niềm tin có cơ sở, đây là một lợi ích lớn lao mà blockchain mang lại.
tiếp theo là độ bảo mật. Với cấu trúc chuỗi đặc biệt của mình, dữ liệu khi đã được đưa vào blockchain sẽ không thể thay đổi khi các khối được liên kết với nhau. Nếu có kẻ muốn thay đổi một dữ liệu trong một khối, anh ta sẽ phải thay đổi toàn bộ cả blockchain. Thông thường, những vụ tấn công bằng cách ngụy tạo dữ liệu lịch sử là rất nguy hiểm. Để giải quyết, ta sẽ phải bỏ rất nhiều thời gian và công sức để truy ngược lại dữ liệu. Nhưng khi blockchain được áp dụng, việc tra cứu dữ liệu sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là blockchain an toàn tuyệt đối. Tuy đã khắc phục được những vấn đề bảo mật hệ thống thông thường, nhưng blockchain vẫn bộc lộ một vài điểm yếu nhất định, không phải là ở vấn đề dữ liệu mà ở các hợp đồng thông minh được xây dựng ở trên nó. Tiếp theo, khả năng mở rộng, tiết kiệm chi phí và tốc độ giao dịch. Hệ sinh thái như là Ethereum là minh chứng rõ ràng nhất khi bàn về khả năng mở rộng. Blockchain không chỉ là nền tảng lưu trữ dữ liệu, người ta đã bắt đầu tạo ra những thứ có giá trị ở trên blockchain. Đơn cử là các đồng tiền điện tử, crypto. Hơn thế nữa, nhờ vào công nghệ hợp đồng thông minh, nhiều nhà phát triển đã tạo nên các ứng dụng ngay trên blockchain để tận dụng các ưu điểm của mạng lưới. Những năm trở lại đây, rất nhiều dự án cho ra mắt các mô hình blockchain mới. Chẳng hạn như nhiều chuỗi blockchain chạy song song nhưng được kết nối với nhau. Chuỗi blockchain kết hợp công nghệ Zero Knowledge. Để thấy, blockchain vẫn chỉ đang ở những giai đoạn đầu và tiềm năng mở rộng là rất lớn. Hơn thế, với mô hình giao dịch P2P của blockchain, không có bên trung gian can thiệp vào, mọi giao dịch trên blockchain sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí và thời gian hoàn thành. Điều này hơi khó nhận ra ở Việt Nam vì nước ta đang có một hệ thống ngân hàng đang làm rất tốt vai trò. Nhưng khi ta bắt đầu chuyển tiền ra các nước khác, vấn đề chi phí và thời gian sẽ lộ rõ. Lại quay trở lại với hệ sinh thái của Ethereum, với mạng lưới này, ta có thể chuyển tiền đến mọi nơi trên thế giới. Một giao dịch thường sẽ tốn từ khoảng 5 đến 8 đô, có những mạng lưới chỉ tốn đến 0,1 đô. Nhờ blockchain, ta có thể chuyển tiền đến bất kỳ quốc gia nào ở trên thế giới. Vào đợt chiến tranh Nga-Ukraine diễn ra vào hồi đầu năm, chính phủ Ukraine đã mở những địa chỉ bằng crypto, Bitcoin, Ethereum để nhận quyên góp, hỗ trợ từ khắp nơi trên thế giới. Còn những mặt trái đi kèm thì sao? Đương nhiên, mọi thứ đều có hai mặt của nó. Bên cạnh những lợi ích được kể trên, blockchain vẫn đi kèm những hạn chế nhất định mà ta phải cảnh giác. Đầu tiên là sự thiếu riêng tư. Ở phần trên, tuy đúng rằng sự minh bạch có thể mang lại niềm tin cho mọi người, nhưng đi kèm theo đó là mối lo ngại về sự riêng tư, vì blockchain là cơ sở dữ liệu phân tán. Điều đó cho phép bất kỳ ai cũng có thể truy cập và xem trộm dữ liệu của bạn. Một mạng lưới blockchain phi tập trung là ý tưởng rất hay, nhưng mối quan tâm về bảo mật dữ liệu cũng là vấn đề quan trọng không kém. Chúng ta chưa thể biết được nếu địa chỉ ví của chúng ta nằm trong tay các tội phạm, họ có thể làm gì gây ảnh hưởng xấu hay là không. Hiện tại, đã có những blockchain private được sinh ra để khắc phục nhược điểm này. Nhưng thường, đây là những mạng chuỗi dành cho doanh nghiệp hoặc các tổ chức. Các mạng lưới với người dùng trên toàn thế giới vẫn đang theo mô hình minh bạch thông tin cho người dùng. Tiếp đến là rủi ro về bảo mật. Blockchain chắc chắn không có một phương thức bảo mật tuyệt đối, vẫn còn những lỗ hổng để hacker có thể tấn công vào. Ngoài ra, còn những trường hợp trớ trêu xảy ra khi chúng ta sử dụng ví phi tập trung. Ví phi tập trung có nghĩa là cả ví và tài sản trong ví đều sẽ là do bạn quản lý, không có một tổ chức nào có thể can thiệp. Khi mới mở ví, bạn sẽ được cấp một đoạn ký tự riêng biệt, tựa như chiếc khóa duy nhất để mở ví của bạn. Vì lý do này, một vài trường hợp có thể xảy ra. Đầu tiên, quên mất đoạn ký tự. Vậy là chấm hết rồi đúng không? Vậy là tất cả đổ xuống sông. Nếu bạn làm mất, quên lưu đoạn ký tự này, tài sản của bạn sẽ mãi mãi mắc kẹt ở trong chiếc ví ấy mà không có cách nào để lấy ra. Nếu là ngân hàng, ta có thể giải quyết bằng giấy tờ tùy thân để chứng minh rằng ta là chủ tài khoản. Nhưng với ví phi tập trung, đó là dấu chấm hết. Rủi ro bị tấn công ví nếu để lộ chuỗi ký tự. Nếu bạn không may mà làm lộ chuỗi ký tự của mình ra ngoài, đồng nghĩa với việc bất kỳ ai cũng có thể vào ví của bạn và có thể sử dụng tài khoản của bạn. Có thể thấy rằng, khi đã bước chân vào một cuộc chơi phi tập trung, ta phải tự chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của mình. Một bước đi sai có thể làm mất cả tài sản của bạn. Nếu không có ai đứng ra để hỗ trợ bạn cả, lời khuyên duy nhất đó là hãy cẩn thận và đừng làm lộ chuỗi ký tự. Vấn đề ra quyết định. Cuộc sống luôn đầy rẫy những rủi ro bất ngờ, nhất là trong thị trường tài chính. Nếu chẳng may ta gặp phải một vấn đề nghiêm trọng, một quyết định đối phó cần ngay lập tức được đưa ra. Nhưng blockchain lại thiếu điều ấy. Là một chuỗi mạng phi tập trung, quyền quyết định của chuỗi nằm trong tay mạng lưới đồng thuận, có nghĩa là mạng lưới đồng thuận đóng vai trò định đoạt tương lai của blockchain. Nếu ở mô hình công ty truyền thống, quyết định có thể được đưa ra bởi những người đứng đầu hoặc thông qua sự nhất trí của những nhà lãnh đạo phòng ban, thì với blockchain, quá trình ấy được gọi là đồng thuận hoặc là bỏ phiếu. Vì một mạng lưới đồng thuận sẽ có kha khá thành viên, thời gian để một quyết định được bỏ phiếu xong sẽ không nhanh như các mô hình cũ. Thông thường, quá trình đồng thuận sẽ phải mất đến vài ngày để quyết định. Nếu mạng lưới gặp một vấn đề khẩn cấp, sẽ khó để có một phương án đáp ứng kịp thời. Ngoài ra, đôi khi sẽ có những tranh cãi nhất định trong mạng lưới. Nếu một ý kiến, dù tốt nhưng gây mất lòng số đông,
rất có thể họ sẽ sẵn sàng bỏ phiếu ngược lại để giữ được lợi ích cho cá nhân mình. Có thể mạng lưới đồng thuận sẽ phát triển blockchain, nhưng cũng có thể nó sẽ làm cho mạng lưới bị trì trệ. Cuối cùng là chi phí xây dựng. Lợi ích của blockchain là điều mà ai cũng thấy, nhưng lý do khiến các tập đoàn lớn hay là chính phủ chưa chuyển đổi qua công nghệ này có lẽ là nằm ở chi phí xây dựng. Nếu muốn những cuộc chuyển đổi về quy mô khổng lồ có thể xảy ra, blockchain sẽ phải giảm thiểu được chi phí xây dựng và đem lại được hiệu quả hợp lý. Cũng đã có những thử nghiệm quy mô nhỏ diễn ra. Trung Quốc tuy nhiều lần ra lệnh chống lại crypto, nhưng lại là một trong những nước tích cực nhất về công nghệ blockchain. Chính phủ nước này đã có những xây dựng đầu tiên blockchain cho chính phủ. Thậm chí, Trung Quốc đã có riêng cho mình một đồng tiền điện tử ổn định, stablecoin, và thử nghiệm ở quy mô nhỏ. Cuối năm 2021, nước Anh cũng đã tổ chức hội nghị Digital Power Foundation nhằm thỏa thuận về vấn đề đồng tiền bạc kỹ thuật số. Song, vẫn còn cần thời gian để các chuyên gia có thể tìm ra cách áp dụng blockchain một cách hiệu quả. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là PinkDot. See ya!